Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 9, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Tham dự tại điểm cầu tỉnh An Giang có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, để hiện thực hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, chiến lược quan trọng quốc gia về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc mọi nơi trên các phương tiện khác nhau, trong đó tập trung phân cấp trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết. Từ năm 2021 đến nay, các bộ cơ quan đã cắt giảm đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Một số bộ cơ quan thực hiện tốt việc rà soát cắt giảm đơn giản hóa quy định kinh doanh như kế hoạch và đầu tư, thông tin và truyền thông, tài chính, lao động, thương binh và xã hội, y tế, ngân hàng nhà nước Việt Nam, vân vân. Việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử cũng được triển khai quyết liệt tại nhiều bộ ngành địa phương. Tỉnh An Giang là địa phương được đánh giá cao về xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, góp phần giúp tiết giảm chi phí và thời gian xử lý, nâng cao năng suất lao động, tăng cường công khai minh bạch, cá thể trách nhiệm đơn vị cá nhân trong việc giải quyết công việc. Hội nghị sẽ đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022-2025.